6, 7 và 8. Rồi, thì cô giả sử ở đây là đỉnh A của cô. Bây giờ thì cô sẽ tiến hành vẽ các cạnh AB và AC. Rồi, lưu ý là khi vẽ thì các em sẽ chọn các tỷ lệ của các cạnh là các số chẵn nhé, cho chúng ta dựng hình khi tính số đo cho nó dễ dàng. Rồi, đây, cô giả sử đây là tam giác ABC. Tiếp theo là cô sẽ dựng đường thẳng A song song với cạnh BC. Và đường thẳng A ở đây của chúng ta là sử dụng là khoảng cách ở đây là 3 ly này. Tức là 3 dòng kẻ, 1, 2, 3. Rồi, vậy thì đường thẳng A của cô đây. Đây là đường thẳng A. Đường thẳng A của cô thì cắt cạnh AB tại B phẩy này, cắt cạnh AC tại C phẩy. Rồi, bây giờ thì để so sánh được các tỷ số thì các em sẽ lần lượt phải đi tính. Đầu tiên là chúng ta cần phải đi tính cạnh AB phẩy, AC phẩy này, BB phẩy, CC phẩy, AB và AC. Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành đo. AB của cô ở đây là bằng 7 cm này. AB phẩy của cô ở đây là 4,5 cm này. Và BB phẩy của cô ở đây là bằng 2,5 cm nhé các em nhé. Rồi, vậy thì ở đây cô có này, AB là bằng 7 cm, AB phẩy là bằng 4,5 cm và BB phẩy của cô ở đây là bằng 2,5 cm. Rồi, tương tự như vậy, tiến hành đo cạnh AC phẩy của cô ở đây là bằng 9 này, AC ở đây của cô là được là 14. Vậy thì cô có AC là 14 cm, AC phẩy ở đây của cô được là 9 cm. CC phẩy của cô ở đây là 5 cm. Rồi, sau khi đã tiến hành đo xong thì bây giờ cô sẽ tiến hành so sánh các tỷ số. Rồi, đầu tiên này, ở ý A, chúng ta đi so sánh giữa AB phẩy và AB thì các em có này, AB phẩy trên cạnh AB thì chính bằng 4,5 chia 7. Đưa về phân số thì cô sẽ được kết quả đó là bằng 9/14. Tương tự như vậy, AC phẩy trên AC thì chúng ta sẽ được kết quả đó là 9/14. Vậy thì đến đây thì các em nhận thấy được đó chính là AB phẩy trên AB thì bằng AC phẩy trên AC. Nên các em sẽ kết luận được, do đó AB phẩy trên AB thì bằng AC phẩy trên AC. Tương tự như vậy, ở ý B, chúng ta đi so sánh giữa AB phẩy trên BB, B phẩy B. AB phẩy của cô thì bằng 4,5 trên cho BB phẩy chính là 2,5. 4,5 mà chia cho 2,5 đổi ra phân số thì lúc này các em sẽ thu được kết quả đó chính là bằng 9/5. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ đi tính AC phẩy trên C phẩy C. AC phẩy của cô bằng 9, CC phẩy của cô bằng
bằng 5. Đến đây thì các em nhận thấy được hai tỉ số của chúng ta đây là bằng nhau rồi. Nên các em sẽ kết luận được do đó AB phẩy trên B phẩy B thì sẽ bằng AC phẩy trên C phẩy C. Rồi, tương tự như vậy ở ý C thì các em có đó là BB phẩy trên AB. BB phẩy của chúng ta là 2,5 trên cho AB bằng 7. Lúc này đưa về phân số thì các em sẽ được kết quả đó chính là bằng 5/14. C phẩy C trên AC, C phẩy C của chúng ta là 5, AC của chúng ta bằng 14. Vậy thì ở đây các em cũng được đó là B phẩy B trên AB chính bằng C phẩy C trên AC. Do đó B phẩy B trên AB thì cũng chính bằng C phẩy C trên AC. Vậy là sau khi tiến hành đo và tính toán lập tỉ số thì các em nhận thấy được các tỉ số này là tương ứng là bằng nhau. Vì vậy trong tam giác ABC, đường thẳng A song song với lại cạnh BC định ra trên các đoạn thẳng AB và AC, lần lượt các đoạn thẳng ở đây là tương ứng là tỉ lệ với nhau, đúng không em? Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 3, trang 57, sách giáo khoa toán 8 tập 2.